Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Vivo TV. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Chống lại Bộ Chính trị, Quốc hội đưa Vũ Đức Đam lên làm Thủ tướng, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Kính thưa quý vị, chưa có một Phó Thủ tướng nào trẻ mà được báo đài giới thiệu liên tục, nhắc tới như ông Vũ Đức Đam. Nêu trên báo chí tràn ngập Vũ Đức Đam. Và ông Vũ Đức Đam dê bóng qua các danh thủ, hình ảnh của Vũ Đức Đam mạnh mẽ được ví như kiểu Putin của Nga. Và ông Vũ Đức Đam làm MC với giới trẻ. Vũ Đức Đam còn bàn về đổi mới giáo dục. Và ông Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo công an tăng cường khoa học và công nghệ, vân vân và vân vân. Và hơn hết là ông Vũ Đức Đam nhắc đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Và kính thưa quý vị, hình ảnh của ông Vũ Đức Đam khiến các phó thủ tướng khác trở nên mờ nhạt, bởi một ông Vũ Đức Đam năng động, sông sáo và mạnh mẽ có mặt khắp mọi nơi, mọi tầm vóc thể chất và trí tuệ, đủ để vượt trội hơn các ứng cử viên khác vốn dĩ mờ nhạt và âm thầm. Người đàn anh đi trước của ông Đam là phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc hơn Đam ở chỗ là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Phúc đang phải đối đầu giải quyết với nhiều việc gay cấn, nặng nề và lắm điều tiếng hơn ông Đam. Như việc 230 kg ma túy, việc xả lũ thủy điện và việc buôn lậu vân vân. Và Hồ Thu Hồng, tức là Bơ Lốc Bèo, phát ngôn nhận xét ông Vũ Đức Đam là một nhân vật yêu mến nhất của năm 2013. Xưa nay Bèo vẫn bênh vực phe chính phủ và nhận xét nặng nề về phe đảng. Trong nhận xét này của mình, Bèo cũng chê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất thảm hại, nhân vật rất tồi tệ. Lời nhận xét của Bèo về lãnh đạo đảng thậm chí còn gay gắt hơn cả Trường Duy Nhất, Phạm Viết Đào vân vân. Thế nhưng Bèo vẫn bình chân như vậy, cầm thẻ xanh đi về giữa Hoa Kỳ và Việt Nam như chơi hội. Và bỗng nhiên ông Đam được đôn lên nổi bật. Ông Đam được chọn làm những việc lành như thế, bảo sao không được yêu mến như Hồ Thu Hồng đã phán. Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, quê Tổng La Ngoại, Phủ Ninh Giang, trấn Hải Dương, nay là xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong một gia đình nghèo, ông vốn học rất giỏi và giành được học bổng du học tại Vương quốc Bỉ vào năm 1982. Vũ Đức Đam có học vị tiến sĩ kinh tế từ năm 1994, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Những chức vụ mà Vũ Đức Đam luôn chứng tỏ khả năng và thực lực trong qua các trọng trách như trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và Phó Thủ tướng. Và vợ của Vũ Đức Đam là Đinh Đào Ánh Thủy, sinh năm 1965, quê Bắc Ninh. Thủy là tiến sĩ kinh tế, hiện là chủ nhiệm bộ môn kinh tế đầu tư của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hoàn lộ của Vũ Đức Đam ban đầu hành thông, sau chứng lại. Ông vào Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10, Ủy viên Trung ương khóa 11 và khóa 12. Vào tháng 1 năm 2016, nhiều người nghĩ xuất vào Ủy viên Bộ Chính trị dành cho Vũ Đức Đam. Nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài cũng dự đoán Vũ Đức Đam sẽ tiến xa, có thể đứng đầu chính phủ trong tương lai gần. Thế nhưng, trước đó Liên minh Tô Huy Rứa Nguyễn Tấn Dũng qua mạnh đã kéo những kẻ lắm tiền như tướng công an Phạm Minh Chính, từ bí thư Quảng Ninh kế nhiệm Vũ Đức Đam về ban tổ chức Trung ương để quy hoạch vào Bộ Chính trị với ghế trưởng ban tổ chức Trung ương, đưa Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng cùng vào Bộ Chính trị. Và phe của ông Nguyễn Phú Trọng từ sang dành hai suất ủy viên Bộ Chính trị trong chính phủ cho Vương Đình Huệ và Trương Hòa Bình, hết ghế Vũ Đức Đam trắng tay. Cũng dễ hiểu vì ông Đam là nhân vật hiếm hoi trong guồng máy của Đảng, tiến thân bằng thực lực của mình với bà không, không bỏ tiền chạy trước chạy quyền, cũng không phe cánh và không có đại ca đỡ đầu. Sau Đại hội 12, tuy được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, nhưng tiến sĩ kinh tế Vũ Đức Đam lại được giao phụ trách mảng văn hóa, y tế, giáo dục, miếng bánh ngon, người ta dành hết phần nhân ngon nhất, góc cạnh đến vất vả họ lại giao cho ông. Không than vãn và cũng không so bì, ông Đam chấp nhận, lặng lẽ và làm hết trách nhiệm của mình. Không những nhiều cựu ủy viên Trung ương quý trọng ông, mà từng lớp thanh niên, học sinh và sinh viên luôn dành cho ông Vũ Đức Đam sự ngưỡng mộ. Khi vụ án VN-Pharma lộ ra chuyện gia đình Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến buôn thuốc ung thư giả, Bộ Chính trị nhanh chóng cho Kim Tiến nhảy sang Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương,
để cứu vớt bộ mặt nát như tường của Bộ Y tế. Đảng phân công ông Vũ Đức Đam phụ trách luôn bộ máy này để củng cố và xây lại. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, ông Vũ Đức Đam gầy rọp và hốc hác khi đứng đầu ngọn sóng gió, nhưng chỉ huy chống dịch rất tốt. Dù không ưa thích gì những quan chức cộng sản, nhưng đa số dân chúng vẫn dành cho ông Vũ Đức Đam tình cảm nhất định, thậm chí sáng tác thơ và ngợi ca ông. Cũng ngay tại phiên họp Quốc hội vào hôm tháng 3 năm 2020, chính bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói lời cảm ơn và đặc biệt trân trọng những nỗ lực của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, là người đã vất vả trong thời gian qua và nhắc nhở ông cần giữ gìn sức khỏe. Bà Ngân cho biết, bà cũng đã nghe bài hát Ngủ một chút đi anh và rất xúc động. Thế nhưng vì ba không như đã nói ở trên, nên ông Vũ Đức Đam bị cô lập, quan trường trong thể chế cộng sản không khác gì trời trời, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tiêu diệt. Và cuối năm 2015, các ông trùm không cơ cấu Vũ Đức Đam vào Bộ Chính trị vì hết chỗ, có tiền đi chế cũng về không. Và 5 năm sau, vào năm 2020, vào những kỳ hội nghị trung ương cuối ma đầu, cấp cao lại sắp đặt đơn thư tố cáo gái gú nọ kia lấy cớ vấn đề đạo đức và lối sống để đánh Hội đồng Vũ Đức Đam bay ra khỏi võ đài Bộ Chính trị khóa 13. Đấu trường chính trị Việt Nam không dành cho người yếu tim. Tại Đại hội 10, ông Nguyễn Đình Tứ được bầu vào Bộ Chính trị ở phiên họp chủ bị. Ra phiên chính thức đại hội, chưa kịp nghe giếng tên thì ông đã đột tử vì vỡ tim. Kính thưa quý vị, đương kim Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một người được phương Tây tư bản chủ nghĩa đào tạo. Sau khi học hết trung học tại Việt Nam, ông được sang Vương quốc Bỉ học kỹ sư. Nước Bỉ nằm ngay sát trung tâm tư bản chủ nghĩa và thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới. So sánh với các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Đam là người duy nhất được đào tạo như thế, dù ông không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Còn các ông khác, nếu có học ở nước ngoài thì học ở các nước cộng sản cũ trước khi bức màn sắt sụp đổ, như các ông Nguyễn Phú Trọng ở Liên Xô, ông Vương Đình Huệ, Slovakia và ông Phạm Minh Chính, Rumani, ông Nguyễn Thiện Nhân, Cộng hòa Dân Chủ Đức. Và kính thưa quý vị, đa số các vị khác đều là sản phẩm nội hóa Margin Việt Nam Cộng sản cả. Một số vì có sang các quốc gia tư bản tham gia một số khóa huấn luyện nào đó, nhưng chủ yếu là dung răng dung rẻ, vui là chính mà thôi. Và theo tác giả Jana Mitter trong bài Thế giới mà Trung Quốc muốn, thì tại Hoa Lục, sau vài chục năm mở cửa thông thương với phương Tây, đã có một số lượng đông đảo người được đào tạo từ phương Tây, nhưng ảnh hưởng của họ lại không có bao nhiêu so với từng lớp cán bộ chính trị trưởng thành trong nước. Nhân vật được xem là bộ óc lý luận ý thức hệ của Trung Quốc hiện đại là Vương Hổ Ninh, một người tuy thành thạo tiếng Pháp nhưng hoàn toàn là một sản phẩm nội địa. Và giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay cũng không nằm ngoài mô hình Trung Quốc này. Tin hành lang trước Đại hội Đảng thứ 13 nói rằng ông Vũ Đức Đam được đưa vào danh sách đề cử Bộ Chính trị, nhưng cuối cùng lại bị gạt ra. Trước đây có trường hợp ông Phan Thanh Bình, một người được đào tạo ở Pháp, chỉ mon men vào đến Ủy viên Trung ương Đảng. Kính thưa quý vị, có một biệt lệ để khẳng định quy luật trên, đó là trường hợp một số ủy viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao, như đương kim Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ông Minh là con trai của cựu Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, được đào tạo tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao trực thuộc Đại học Tufts của Hoa Kỳ. Ông Minh cũng là đương kim Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Và ông Nguyễn Quốc Cường, từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cũng học ở Fletcher, tạo nên nhóm Fletcher trong Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thế nhưng, nội ngoại giao là bộ không có tiếng nói quan trọng trong chính trị Việt Nam. Đường lối đối ngoại đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra, thậm chí công việc hàng ngày của các cán bộ ngoại giao ở nước ngoài cũng phải chịu lệ thuộc vào Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng. Và trong hệ thống cộng sản trước đây, gồm 13 quốc gia, có nhiều vị lãnh đạo Việt Nam được các nước cộng sản anh em đào tạo. Các vị cựu du học sinh này lên tới những chức vụ rất cao, chẳng hạn như ông Trần Đức Lương, học địa chất học tại Nga, làm chủ tịch nước. Còn những người giữ chức thấp hơn thì rất đông. Hệ thống Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ trong 3 năm, năm 1989 đến năm 1991, làm sụp đổ luôn cái lò đào tạo cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cũng như các kỹ sư, kỹ thuật viên.
phương Tây dần thay thế vị trí đào tạo người cho Việt Nam. Nhưng đến 30 năm sau, ảnh hưởng của phương Tây vào giới lãnh đạo Việt Nam chỉ lên đến mức cao nhất là ông Vũ Đức Đam. Có thể gặp rất đông kỹ sư, nhân viên tài chính trong các công ty ở Việt Nam, nhưng cán bộ chính trị thì rất nguy hiểm. Người ta cũng đã từng nghĩ rằng từng lớp con cái các viên chức cao cấp, trung cấp của Đảng sẽ được phương Tây đào tạo ngày càng đông, sẽ dần thay thế ý thức hệ xã hội chính trị ở Việt Nam, nhưng điều đó đã không hay là chưa xảy ra. Và tất cả những con người của cựu Thủ tướng Nguyễn Tất Dũng đều được đào tạo ở phương Tây, nhưng phe phái của họ đã thất bại trong tranh chấp quyền lực vừa qua. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng cũng tương tự như vậy. Có vẻ như trong hệ thống được gọi là dân chủ tập trung của Đảng Cộng sản, các cán bộ cần có nhiều vây cánh từ các đảng bộ địa phương để leo lên. Vì thế, các viên chức được đào tạo ở phương Tây hiện nay chỉ quanh quẩn ở các trung tâm đô thị lớn, không có được môi trường để tạo vây cánh như thế. Và kính thưa quý vị, ông Vũ Đức Đam được xem là một cán bộ có năng lực khi ông điều hành tốt việc chống dịch COVID-19 và cũng không có điều tiếng gì về nhũng lạm. Nhưng từ bị về nước, ông được chọn ngay vào các vị trí trong bộ máy ở tầng trên, ở Hà Nội, không có thời gian tạo vây cánh từ bên dưới. Và hơn 30 năm kể từ khi Cộng sản Việt Nam thật sự giao thương với phương Tây, hàng chục ngàn người Việt đã được phương Tây đào tạo và về nước. Ảnh hưởng quyền lực mềm của phương Tây lên xã hội trong nước cũng ngày càng mạnh, nhưng ảnh hưởng đó lên từng lớp lãnh đạo lại rất chậm. Và kính thưa quý vị, sau thất bại của ông Vũ Đức Đam, liệu phương Tây có tiếp tục mở rộng được ảnh hưởng lên từng lớp lãnh đạo Việt Nam hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức Vivu TV. Hoài Thương xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.